Chuối ngon ạ. Ngon thì cũng ăn một quả đấy chứ, ăn thòm thèm đấy chứ, để cho khách khác. Mà khách khứa đến nhà thì rót nước rót nồi mời khách đi chứ. Này, nước mưa nấu rồi nhưng mà vẫn nhiều cặn lắm, uống từ từ. Không ngon. Ô cái bà này, có phải thức ăn đâu mà ngon chứ không ngon. Ý tao là cái nước này nó không ngon. Nước nào chỉ như nước nào. Tao biết rồi nha. Này, nhà mày có máy lọc nước mà mày lại cho cô uống nước mưa đun sôi là như nào nhỉ? Cái máy lọc nước là để tiếp khách quý, còn cái ngữ như cô thì uống nước mưa đun sôi là được rồi. Này nhá, mày đã nói thế rồi ấy thì tao mang quà về. Quà gì? Cái món quà của tao ấy là cực kỳ hợp với cái máy lọc nước nhà mày. Bây giờ ấy, tao mang vào lắp cho mày xem cho mày tiếc. Tèng 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 tèng, mày tiếc chưa con? Máy gì ấy? Cái này là máy biến đổi từ nước RO sang nước ion kiềm tươi của hãng Daikyosan. Nó có tác dụng gì ấy? Cái thằng này nhà giàu nhưng mà rất là thiếu kiến thức. Sau khi mà cháu sử dụng cái máy lọc nước RO này một thời gian này thì cái loại khoáng nhân tạo trong cái máy này ấy, nó sẽ hết tác dụng và cái nước cháu uống ấy có tính axit rất là cao. Là sao? Thì tao mới mua tặng mày cái máy biến đổi từ nước RO sang nước ion kiềm tươi của hãng Daikyosan thế này. Rồi sao? Trời ơi. Thôi bây giờ tao nói một lèo luôn này. Cái máy này sử dụng công nghệ điện phân bằng điện cực magie, dùng ít nhất được 5 năm luôn đấy. Mà nhờ độ pH, OZB, hydrogen ở mức cao nên dùng rất là tốt cho sức khỏe. Ngoài ra còn hỗ trợ rất là hiệu quả cho những người bị bệnh dạ dày, hút, huyết áp. Nó còn có 4 mức độ pH tùy theo nhu cầu sử dụng của người dùng. Nói chung nhà mà có cái máy lọc nước rồi ấy, thì chỉ cần đấu thêm máy biến đổi nước RO thành nước ion kiềm tươi là sử dụng được rồi. Thế là cô nói nãy giờ là mày hiểu chưa? Cô nói lại phát nữa đi. Thế bây giờ tao hỏi mày này. Mày có biết vì sao mà người Nhật người ta sống lâu không? Vì uống cái nước ion kiềm tươi. Đúng! Đây là cái sự lựa chọn hàng đầu trong cuộc sống sinh hoạt của người Nhật đấy. Thế thì tặng cháu đi. Mắc công lắp thì tặng đi. Ê, không 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 nha. Mày có xem tao là khách quý đâu mà tao tặng mày. Mày cho tao uống nước mưa chứ rồi tao mang về. Này, cô không là khách quý nhưng mà là, cô là khách VIP. Thế thì khách VIP với khách quý thì cái nào hơn? Bây giờ như này nha. Khách thường là chỉ uống nước mưa có cặn thôi. Khách quý là uống nước của máy lọc nước RO. Còn khách VIP như cô nhá, là phải uống nước ion kiềm tươi, cộng vào đấy là phải ăn ngủ nghỉ ca hát múa nhạc kịch tính cho cải lương. Cô tặng mày luôn. Mai cô sang nhớ dùng máy của Daikyosan nhá. Cô về đây. Chắc chắn. Cứ đợi đến tối rồi mình qua nhà nó ăn ngủ nghỉ hát karaoke. Có khi là từ nay đến cuối tháng là không mất đồng tiền điện nào. Chỉ tiếp khách quý, không tiếp khách VIP. Hôm qua nó vừa nói mình là khách VIP, thế khác gì nó đập thẳng vào mặt mình, nó bảo là nó không tiếp mình. Ý này, cái thằng này nó lừa tao rồi. Cái thằng con lũi này. Con lũi nào.